em tên là Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên bảo trì điện ở siêu thị. Năm nay em 32 tuổi. Dạ em tên là Lê Thị Thu Trâm, năm nay em 25 tuổi, thì em làm nhân viên tư vấn bán hàng. Đúng Trâm. TT hết, tình tiền. Chắc lẽ là em đi siêu thị gặp anh này, anh sửa điện, hai người quen nhau đúng không? Dạ không, em với ảnh là hai người làm chung trong siêu thị hết. Em làm nhân viên bán hàng, còn ảnh thì làm bảo trì điện. Chỉ gặp mặt biết mặt thôi nhưng mà không có nói chuyện. Thì trong một cái dịp mà ảnh tạo một cái ấn tượng cực kỳ xấu đối với em luôn. Thì em nhớ rất là rõ là cái hôm đó đó là em đang đi chung với một cái người bạn của em. Thì anh này nè, ảnh mới gọi: "Em ơi, tới đây anh hỏi chuyện tí nè." Thì mình cũng tới mình nói chuyện với anh. Thì anh mới hỏi là: "Em có phải là đi chân thấp chân cao không?" Đó. Thì lúc đó tự nhiên em chân hững luôn à. Thì tự nhiên cái gọi chưa biết gì hết, gọi lại hỏi vậy. Làm cho em á hả, rất là bực bội trong người. Cái là chửi xong rồi bỏ đi luôn, không có nói chuyện. Từ lúc đó đi là rất là ghét anh. Ghét lắm. Tính em á thì thẳng tính. Thì thấy sao, thắc mắc sao hỏi vậy. Thì cổ đi qua với cô bạn á thì em thấy đi hình như đi khập khiễng sao á, thì em mới kêu là hỏi vậy đó, rồi cái không nói gì, chửi té tát thì mặt em luôn. Nói vậy là nhẹ chứ té tát gì đâu. Dạ. Đến khi nào em mới chính thức để ý? Thì cho tới một lần á, thì khi mà ở trên thành phố này, thì em làm thì công việc nó không có được suôn sẻ như ý mình, rồi mất tiền mất đồ là do ở trọ xui lắm. Thì mới nói với bạn là thôi ngày mai tao đi về quê, tao không ở đây nữa đâu. Thì bạn mới nói chứ vậy thôi tao dẫn mày đi ăn hột lộn cho mày xả xui nha. Xong mới nói chứ tao rủ anh Tuấn đi nữa. Thì em cũng đồng ý đi luôn. Mặc dù là ghét nhưng mà vẫn đi. Dạ. Đi ăn cho bỏ ghét luôn. Các bạn quen nhau trong trường hợp nào? Thì sau cái bữa ăn đó thì cái cũng đi về. Cái trên đường về thì cũng có xảy ra sự cố nhỏ nhỏ, nó vô tình thôi. Thì chạy khi mà em chở thì hơi mỏi tay thì em cứ thả tay xuống. Thả tay xuống vô tình chạm vô đùi của cô ấy. Nhưng mà lúc đó em không có nghĩ là vô tình. Tự nhiên cái đang ngồi vậy nè, tự nhiên cái chảy còn tay thả xuống đây. Cái sau rồi em mới nghĩ bụng: trời, ông này không biết ổng có ý gì không ta, phải có cái ý gì thì mới làm như vậy. Mà sao trong tâm em là nó cái tay nó rất là vô tình hay là nó vô tình anh Thuận ơi. Cô ấy cũng đi im. Đi im là thấy thích thích này, thấy không có phản ứng gì, thôi cũng để im luôn. Là em thấy vậy em cũng để im luôn. Cho cứ vậy là chạy tới nhà, thì tới nhà cái xong ảnh nói chứ: "Em ơi, em có muốn đi thêm một vòng nữa không?" Mà lúc đó là gần 12 giờ khuya rồi, còn rủ đi thêm một vòng nữa. Thì em cũng nghĩ bụng, nói ông này chắc không phải có cái vấn đề gì nè. Nhưng mà em không có đồng ý, tại vì ngày mai là mình về quê rồi. Rồi ngồi nói chuyện, thì cuối cùng mình cũng không còn gì để nói. Em mới bày trò để hai đứa chơi. Chứ giờ ngồi không biết có làm gì, hay bày trò để hai đứa chơi. Có nhớ là cái bài trò gì không? Rủ chơi đánh bài. Dạ, dạ. Tưởng rủ chơi banh đũa. Nhưng là bài trò chơi đánh bài. Dạ. Bài ăn hung hả? Đúng rồi. Rủ đánh bài ăn hung. Vậy là giờ chị hiểu rồi. Chiêu của tụi em có nhiêu đó. Vậy mà có hiệu quả chị. Hiệu quả. Cuối cùng có hung được cái nào? Dạ, cũng may thắng được một ván. Cũng được hùng. Cho hùng cái hùng ở đâu? Hùng má hùng gò má. Hai đứa hùng nhau thì bắt đầu chính thức quen nhau. Rồi sau cái vụ hùng gò má đó thì bao lâu rồi lấy luôn? Thì khoảng 2 năm thì kết hôn. Dạ, 2 năm thì kết hôn. Dạ, người có con chưa? Dạ chưa. Đây là cái điều mà em rất là muốn nói trong cái chương trình này. Gì à? Nói đi em, nói đi. Khi mà cưới về thì ngay ngày đầu tiên cưới luôn, em có nói vậy nè: "Anh ơi, khi nào mình có em bé?" Thì anh mới nói là: "Ừ, 2-3 năm nữa đi em." Thì em mới nói: "Ừ, giờ kinh tế chưa ổn định thì 2-3 năm nữa mình có thì cũng không có sao hết." Cái bây giờ hiện tại là 2 năm 8 tháng rồi. Em vẫn hỏi lại câu đó, vẫn trả lời là 2-3 năm nữa đi em. Là thêm 2-3 năm nữa là không có chịu sinh. Thì tại em đi nói cùng mấy đứa bạn đi chơi với nhau á, thì thấy mấy đứa cũng có con, có em bé. Em thấy chăm, thấy cực quá. Nói thôi, bây giờ còn trẻ thôi, thoải mái ăn chơi, thoải mái thời gian nữa đi rồi có con được. Có phải đó là nguyên nhân không? Nhưng mà đôi khi chồng em không có hiểu một cái số vấn đề về em, giống như là em đi làm nè, rất là áp lực về cái chuyện đó. Thì ai gặp cũng hỏi: "Chăm ơi chăm, mày lấy hả mấy năm trời mày không có, mày biết luôn cho mày coi." Đó, thì làm cho mình cũng buồn chứ. Về mình nói chồng mình: "Ơi, từ từ thôi, sức đầu em nghe người ta nói làm chi cho mệt." Cứ giống chơi như mình đã đi rồi, chơi có sao đi. Có gì đâu. Đó. Nhưng mà ngộ lắm, chồng em vậy nè, không cho vợ đẻ mà cho cá đẻ. Ủa là sao? Cá kiển á. Chồng em rất là thích mê cá kiển, bỏ 50-60 ngàn ra mua 2-3 con cá kiển về. Cái xong rồi hả,
ép chó đẻ, ép chó đẻ bắt em tới coi ở con cá nó nằm như vậy là đẻ đó em. Đó. Ép cá đẻ mà không ép vợ đẻ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Chắc có lẽ là ổng thấy con cá nó đẻ cho nên ổng sợ vợ ổng đẻ như cá bây giờ không. Đúng không? Nuôi cho cá đẻ là có cái mà chơi, có cái mà tiêu khiển xả chết, nuôi mà vợ mà đẻ cực đuối lắm. Nên từ từ đó, không cho xanh rồi cứ mê cá thôi. Rồi nhiều lúc em bực là em quát á, lúc nào cũng cá, con vợ thì không cho đẻ mà lúc nào cũng cá hết trơn á. Em rất là bực trong những cái chuyện đó. Ngoài cái vấn đề là mê cá, như là mê ép cá đó, thì chồng em còn mê gì nữa không? Có, mê gái. Ai cũng mê gái chứ. Dạ, không mà em không biết là những người chồng khác như thế nào nha, nhưng mà chồng em đặc biệt luôn. Mê gái. Đàn ông thì ai cũng mê gái mà dạ. Khẳng định là mê gái đặc biệt là dạ. Phải dữ lắm ạ. Là sao? Chị biết sao em nói vậy không? Là khi mà em lên trên cơ quan ảnh chơi thì có cái chị đó, chị đang mang thai, chị mới nói là em ơi thằng Tuấn á, em trên siêu thị á, già trẻ lớn bé bầu bì nó bao hết, không chừa một ai hết trơn á. Em nói với em vậy. Rồi có một lần em cũng lên đó chơi thì gặp một cái bạn gái đó thì đang đứng trong quầy hàng á, thì mới dẫn em lại giới thiệu. Em giới thiệu với em nha, đây là vợ của anh. Còn giới thiệu với vợ, đây là bạn gái của anh. Trời ơi, em nói hả? Trong lòng lúc đó tức muốn điên luôn á, mà không làm gì được ổng. Là giới thiệu cho vui thôi chứ. Chứ giờ nếu bạn gái thiệt, em đâu có dám giới thiệu vậy anh Thuận. Đúng rồi. Giới thiệu cho vui. Chứ cũng vui không có ý gì hết. Nói chung là ý Tuấn là vui thôi. Dạ. Nhưng mà vợ Tuấn không thấy vui. Dạ đúng rồi. Thật xấu của em là hay đi làm mê gái. Bây giờ thích bao la thôi với các cô gái. Vậy thì thật xấu của vợ em là gì? À, vợ em có tính là cứ sai bạc chồng. Ví dụ em, ví dụ như thời gian mà em rảnh á thì em chăm cá, ngồi cho cá ăn, hay là rảnh nữa thì đọc báo, cằn nhằn léo nhéo. Anh ơi phụ em quét nhà, anh ơi phụ em phơi đồ, anh ơi đổ rác. Đó, cứ công việc thì có nhiêu đó thôi mà cứ ngày nào cũng léo nhéo. Nói chung mà thấy em mà ngồi mà rảnh á là phải kêu bắt làm cái này làm cái kia cho bằng được. Chứ có cái nữa là hay vòi tiền. Hay vòi tiền rồi hả? Hay moi tiền của em á. Hai vợ chồng thỏa thuận lúc đầu rồi, tháng lương của em thì sẽ cho cô ấy một nửa để lo cho chuyện gia đình, còn một nửa thì em xài riêng. Những lúc bạn bè cà phê cà pháo gì đó, nhưng mà tìm mọi cách để moi cho bằng hết cho bằng được. Không mà em á, em moi nhưng mà em không có mua đâu. Mặc dù em xin mua đồ, mua quần áo ngoài kia nhưng mà em không có mua. Em chỉ thấy chỉ sợ là trong bóp chồng em á, là đôi khi có nhiều tiền quá cái xong bắt đầu mình tiêu xài phung phí, rồi mình bạn bè rồi mình nhậu nhẹt phung phí thôi em đó. Em chỉ muốn tiết kiệm cho hai vợ chồng thôi. Mà đặc biệt cái cô ấy nuôi heo á, mà lấy tiền em bỏ heo không à? Cứ xin em á, anh ơi cho em tiền lẻ em bỏ ông heo. Anh nói không, anh không có tiền lẻ, rồi tự động lại lấy tiền chẵn bỏ luôn. Với lại nữa hay kiểm tra điện thoại. Đi làm về mà để điện thoại xuống là canh lại bóc coi cái số nào mà lạ ha, là hỏi cho bằng được, hỏi ở số này của ai, hỏi tới, hỏi mà phải em nói ra ở người đó vậy ở đâu vậy đó mới chịu. Và nếu mà để mà em muốn cái sự thay đổi của vợ cho em chọn một, thì trong những cái theo như em kể đó thì em muốn vợ em thay đổi cái gì? Có một cái thôi hả chị? Một cái thôi. Một, chọn một cái suy nghĩ cho kỹ. Vợ bớt lục bớp môi tiền của chồng. Nhiều khi có độ riêng đi không được. Nếu chị mà là em mụt cho điều ước á, thì á, là ước vợ đừng có kiểm tra điện thoại. Còn cái chuyện lục bóp mình á, tiền á, gọi là của chồng công vợ, tích cóp lại đó nuôi heo mốt cho ngược lại em chứ cho ai. Đó. Còn cái việc kiểm tra điện thoại, chị nghĩ vậy nè. Cái chuyện mà điện thoại đó, Facebook nè, rồi dạ. Trên mạng, làm sao em kiểm soát được? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Bây giờ em giữ là giữ cái hồn của chồng em, giữ cái xác làm cái gì? Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, cho nên rằng chị nghĩ rằng em càng biết nhiều trong cái điện thoại đó nó có cái gì, hoặc trên Face, trên cái gọi là cái hộp thư riêng của chồng em có cái gì nhiều thì em càng mệt. Dạ đúng rồi. Cái đó chị nói thiệt. Dạ em cũng mà nói càng nói. Làm nó càng lén mở tài khoản khác hoặc là kiếm một cái sim khác để mà ấy, cũng vậy thôi. Đó, cho nên rằng là vợ chồng ở với nhau là ở bằng cái nghĩa cái tình, ở lâu dài, ở suốt đời. Chứ mình cũng không thể nào mà giữ chồng mình cả xác cả hồn mà bên cạnh mình 24/54 được. Dạ. Theo chị thấy là mình để nhẹ cho mình đi, mình bỏ ví dụ kiểm tra điện thoại. Bởi vì nói chứ hai vợ chồng làm gì làm vẫn là hai cá thể riêng biệt trong cái thời đại này. Dạ. Đó. Còn nếu mà để cho em chọn một trong những cái thay đổi của chồng em thì em sẽ chọn cái gì?
Thì đó, thì em hồi nãy em nói rồi đó, bớt chọc con gái lại đi. Nói chung là mình bây giờ, hồi đó mình chưa có gia đình đó thì sao cũng được, mà bây giờ mình có gia đình rồi thì mình bớt lại cái mối quan hệ đó, nó bớt lại với đặt con trai thì bình thường thôi, nhưng mà con gái mình xã giao thôi chứ. Cái ý của vợ em á, theo chị là đúng như vậy nè, em xã giao khác mà em bị vượt cái ranh giới xã giao đó lại là khác nữa. Chị nói em nghe, ví dụ ngày xưa khi mình chưa có gia đình, mình gặp những cái người con gái đồng nghiệp bạn bè mình nói ý bà xã, hoặc là ý cục cưng hay gì này kia, đó là bình thường khi mình chưa có vợ, chưa có gia đình. Nhưng bây giờ trước mặt vợ mình nói vậy thì cái cô kia cô sẽ cảm thấy rằng em không tôn trọng vợ em. Mà em phải nhớ một điều á, là khi mà người ta tôn trọng vợ em có nghĩa là từng người ta tôn trọng em, nói chung là mình giữ qua giữ lại vậy là tốt cho cả hai đứa đó. Cho nên rằng á, cái đó thì bỏ được mà, đúng không? Tại vì thay vì giới thiệu là ở đây là người yêu anh thì đây là giới thiệu đây là cô bạn đồng nghiệp. Dạ. Thay đổi nghe. Dạ. Rồi, chị cảm ơn em. Chúc em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn.